Mình đặt. Mình quay cái máy xăng để chạy cái bầu quạt để hút sình đặc để san lấp mặt bằng nền nhà, thì mình sẽ ghi hình trực tiếp để cho các bạn thấy được cái quá trình cái máy nó vận hành cũng như là cái quá trình sử dụng bấy lâu nay của anh khách. Thì hiện tại á, là anh khách đang sử dụng hai cái máy này để hút sình đẩy để san lấp mặt bằng, và máy này là máy trực tiếp, máy chính. Dạ. Rồi xin chào anh. Dạ. Em ở chỗ bên xưởng Kiên Mỹ Tiện á, là có hôm nay có sẵn chuyến đi ngang, sẵn gặp anh để rồi là xin anh quay cái quá trình mà anh hút sình đó để san lấp mặt bằng á. Thì anh sử dụng cái bầu quạt bên em á với cái động cơ là này, động cơ mấy anh? Mấy phần gà 60. Mấy phần gà 60 anh sử dụng cái bầu này là cái bầu gì anh? Bầu cũng mấy phần gà luôn. Dạ, cái bầu mấy phần gà này, cái bầu này hút dạ. Hồng hút bao nhiêu, hồng xả nhiêu anh? Hồng hút một tắc. Hồng hút một tắc, hồng xả một tắc anh. À. Đâu anh có thể dỡ cái bầu lên em xem được không anh? Thì anh trước đó anh có sử dụng những cái bầu của chỗ khác không anh, hay là sử dụng không? Từ đó giờ xài chú Kiên Mỹ Tiện không? Chú anh Kiên không anh? Rồi, dạ đúng rồi. À, đây bầu này cũng mới làm nè. Dạ. Thì cái bầu này có cần mũi không anh? Không có cần mũi. Mình gắn cái bầu này ra, mình trực tiếp mình ra mình mua một cái ống con sùng, mình chỉ mình đưa vô đây. Dạ. Đưa vô đây bắt hai cổ dê đây. Dạ. Đây là cái đây là một cái họng hút để hút á. Dạ. Hút sình lên như một 10 phần thì trong đó 7 phần sình, chỉ có 3 phần nước thôi. Dạ. Đặt luôn lên sình kẹo luôn đó. Sình kẹo, tức là sình đặc. Như vậy thì anh chạy này là công suất khoảng 50% không hay là như thế? Không, chỉ nhúng ra nhẹ cái là lên rồi. Dạ. Chạy ra lớn quá lôi nó hút quá chịu không nổi. Dạ. Cái bầu nó hút quá mạnh. Dạ, cái bầu hút mạnh đúng không? Hút mạnh. Thì tại sao anh sử dụng cái này mà không sử dụng cái mũi anh? À, cái này mình chạy nó không chạy sình này nó hút lẹ hơn mũi. Dạ. Mũi chạy không chứ đâu bằng này đâu. Dạ. Vậy là cái này nó sẽ tốt hơn cái mũi không anh? Tốt hơn. Dạ. Thì hiện tại anh đang chạy cái ống hút xả đó là ống mấy anh? Ống tắc. Ống tắc anh. Dạ. Anh chạy 1 giờ vậy khoảng bao nhiêu lít xăng anh? Cái này chạy cái này chuyên qua nay chạy cũng chạy tối ngày luôn mà chừng 3-4 lít xăng à. Dạ, 3-4 lít thôi anh. À. Dạ. Chạy tối ngày chắc khoảng 4 lít. Dạ. Hiện tại anh đang sên đẩy sình ra để san lấp mặt bằng hả vậy anh? San lấp mặt bằng cho người ta. Thì cái ống đẩy khoảng bao nhiêu anh? Bao nhiêu mét anh? Ống đẩy này cũng gần ống đẩy này khoảng 250 mét à. Dạ. Đẩy lên phía trên phải không anh? Ừ. Mày sao mà chạy cũng cả 500-600 mét được bình thường à? Thôi có gọi chạy rồi cả 500-600 mét lên cũng dẫn lên bình thường. Dạ. Thì nói chung là anh sử dụng những cái bầu bên của anh Kiên này và những cái bầu khác á, thì anh cảm nhận như thế nào, anh thấy bên xưởng sản xuất thấy như thế nào anh? Không, cái bầu của anh Kiên Mỹ Tiện làm này quá là ok. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Cái công tác chăm sóc khách hàng là như thế nào anh? Cũng được lắm. Dạ. Thì cảm ơn anh có những cái những đánh giá và chia sẻ cái quá trình mà sử dụng của những cái sản phẩm bên em. Và một lần nữa cảm ơn anh, kính chúc anh và gia đình được thật nhiều may mắn và năm mới bằng sự như ý ha. Dạ,